Tiền á Dương, hoặc là em mua cái sản phẩm gì á, bong chóc nột tẩy á Dương, mà nó hại cái da của mình nhá. Đừng có nghe ai nha Dương nha. Em về mà em mua cái loại nào mà thuốc bắc thuốc liệu gì mà em lột ra là xong luôn á. Đợt đấy bị dại chẳng tìm hiểu gì, chị em mua cho đứa em của chị xài hết ấy. Thế là chị giới thiệu cho em. Chị ruột em hả hay chị họ? Chị họ. Thế em chị cũng hết. Mà mỗi người nó một cái làn da nhá. Không có ai giống làn da của ai hết. Cái rượu thuốc đấy. Nhưng là mặt nó mọc hết. Cố gắng lên nha, chị lấy cho lần này về sẽ đỡ nha, không phải lo lắng gì hết nha. Nhìn người ta nặng mụn thì sướng rồi. Mình nặng thì đau đúng không? Em biết spa qua đâu, Facebook hả? Em xem trên YouTube trước. Đầu tiên gõ Google em thấy mình cũng gọi trong cái top chị một uy tín nữa mà. Sau tự nhiên lướt Facebook, lướt YouTube tự nhiên thấy mấy cái nặng mụn ở spa mình vào xem. Nhiều bạn còn bị nặng hơn em. Em ở tận đâu? Em ở Hà Nam á, ở ngoài Bắc á. Em ở trong này thì em ở đâu? Em ở gần đây, ở Thành Văn Nghệ. Quỳnh Văn Nghệ. Dạ. Em ở quê Hà Nam à? Dạ. Hà Nam, anh em mình cùng quê rồi. Khách ở đâu ạ? Cùng quê ngày xưa thôi, bây giờ nó khác quê. Vâng, ở Hà Nam Ninh ạ. Hôm xưa là Hà Nam Ninh, anh Nam Định. Đi qua em là về đến anh. Vâng. Em ở chỗ nào Hà Nam? Em ở gần chỗ Tâm, Cổng Tâm. Thanh Liêm. Chỗ gì? Chỗ Cổng Tâm, Thanh Liêm nhé. Thanh Liêm à? Dạ. Thanh Liêm gần Thanh Sơn đúng không? Thanh Sơn ở đâu? Cũng Thanh Sơn thì Hà Nam thôi đấy. Em không biết. Nghe cố gắng điều trị đi nha. Điều trị đi cho nó khỏi. Con gái có mỗi cái mặt thôi. Mỗi người chỉ có một cái mặt thôi nên là mình cứ điều trị cho đẹp, nhưng mà đi đâu tự tin hơn đúng không? Ôi giời ơi, không bật đèn lên nè, em cắm xong rồi đẹp vậy. Thì bây giờ cần cắm cái đèn. Giờ là phải tao mới cắm cho chị cái đèn để bật cái đèn của chị. Em bỏ sâu cái gì cắm tối đèn, tối. Nhờ cắm, em cũng không để ý. Nhờ cắm đèn là chỉ có cắm đèn thôi đúng không? Còn bật hay không thì là tùy người sử dụng. Thì đúng rồi.
cũng đúng, trên về thực tế thì nó vẫn đúng. Ví dụ như chị Thúy đây này là chỉ nhìn cái mà đi lấy máy lau cái gì ta, đi keo máy chỉnh lông à? À, chỉ lau máy điện di mà đi lau máy chỉnh lông. Có giữ đèn cao đâu. Phải giá thì nó chị biết là em đau rồi, nhưng bây giờ chị nói nghe là mình bỏ một cái số tiền ra, mình chịu đau được nhiều thì chị lấy được nhiều cho em nha. Còn bây giờ mình chịu đau được ít thì tất nhiên là mình chỉ lấy được ít thôi đúng không, mà bây giờ mình lấy được nhiều thì mình mới đỡ nhiều đúng không, nên là phải cố gắng. Mình có bệnh thì mình phải chữa. Đúng rồi, thường thì người ta cứ bị nhẹ thì người ta chưa để ý đến. À cũng vậy hết, không phải riêng mình em. 3 tháng mà nó lên bao nhiêu? Em mới vào đây à? Dạ, em nghỉ dịch ở quê. Rồi đi xuống dưới tháng 7 mới vào đây. Xuống dưới đây nhé. Không biết. Để giọng nhẹ. Em để đây anh có thấy không? Không nữa. Chứ em để cái kia lâu lắm. Nghe là bình thường đúng không? Còn nhiều lúc không khóc nữa thì sao? Không nghĩ là nó bắn. Úi xời ơi. Mụ đen nó bắn như tên lửa luôn, nó dương. Cái này là do em nặng rồi em xài thuốc đúng không? Hơn một năm rồi, tự nhiên về quê 2 tháng thế là bị lại. Tại vì cái này em căn bản em đã xài thuốc là đã yếu rồi nha Dương nha. Chẳng qua là nó chưa có trồi lên á. Nó chưa đến một cái lúc nào nó phát bệnh đấy đó. Bây giờ giới thiệu xài có dám xài nữa không? Không tiền không xài nữa. Em đi bên chị là em đúng rồi đó. Tại vì bên chị kỹ thuật lấy mụ rất là cao. Còn em đi chỗ khác là đến rồi đó chị lấy cho em một xíu thôi. Mà lấy xong về là sẹo hết. Nên là cố gắng chịu đau chút đi nha. Càng lấy được càng nhiều thì mình càng đỡ thôi nha. Cảm giác có điện thoại của ai? Chứ ký có điện thoại của ai? Dạ cô nè. Lấy cái phần này là tự nước mắt em nó chảy à? Ở gần mắt. Ừ đúng rồi. Ráng cố gắng đi, chị đã nói là chị lấy về cho em sẽ rất là đỡ, sẽ rất là mừng, nên là mình phải cố gắng. Ê,
em cũng xem nhiều nơi rồi nhưng mà đến mỗi chỗ chị ạ. Không có phải lo lắng gì hết. Cái này em bị mụn, còn bị mụn chỉ nữa này. Này là do cơ địa đấy này này. Khá thảo quá nha. Những cái mụn trắng này của em đã có từ rất lâu rồi này. Đấy này. Bị nhỏ. Ừ, không sao hết, chị lấy ra được. Cứ yên tâm nha. Chỗ khác nó không lấy được cho em, nhưng mà spa thì lấy được cho em. Không có sao.